tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bến Tre đã diễn ra hội nghị tổng kết trao giải hội thi trưng bày sinh vật cảnh Xuân Giáp Thìn năm 2024. Chương trình hội thi và trưng bày sinh vật cảnh Xuân Giáp Thìn 2024 đã thu hút sự tham gia của 65 nghệ nhân đến từ 6 huyện, thành hội, đơn vị trực thuộc. Ban tổ chức đã tiếp nhận 231 tác phẩm các loại gồm hoa phong lan, mai vàng và cây bonsai với các kích cỡ khác nhau. Sau hơn một tháng khởi động cuộc thi, ban tổ chức đã chọn và trao 72 giải, trong đó có 14 giải nhất, 13 giải nhì, 13 giải ba, 32 giải khuyến khích ở các nội dung gồm hoa lan, mai vàng lớn và bonsai các kích thước, cây kiểng có hoa trái các kích thước. Hội thi và trưng bày sinh vật cảnh nhằm giới thiệu đến những người đam mê yêu thích cây cảnh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu cây cảnh của địa phương. Hội thi tạo sân chơi giải trí bổ ích, lành mạnh là dịp để các nghệ nhân, chủ nhà vườn và hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong nghệ thuật chăm sóc, tạo hình cây cảnh, từ đó tạo ra các tác phẩm sinh vật cảnh có giá trị, nhân rộng phong trào sống xanh sạch đẹp trong cộng đồng, đồng thời phục vụ cho nhân dân thưởng ngoạn vui xuân. Tết là Tết, con cháu bà quây quần bên nhau. Cho đàn chị thơ cùng khoe áo mai, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui.